là ngang nhiên mà. Wow, mưa hả? Ủa tự nhiên mưa là sao trời? Đúng rồi, mưa nó sẽ hết á. Anh ơi, anh nếu vậy anh đứng vô đây xíu đi, cho nó tạnh xíu rồi mình đi. Thì mặt hay mặt đi. Dạ, xin lỗi con, cho đậu ké miếng nha con. Thì bây giờ lộ thôi, một là đứng lại đợi xíu, hai là mặc áo mưa xong đi. Để em hỏi mọi người coi. Ủa bây giờ, ủa anh có mặc áo mưa không? Giờ sao, mặc áo mưa rồi đi hay là đợi? Tại vì mình gần tối vân vân luôn rồi. Nhiêu cây nữa? Không cần điện thoại theo. Cái này chui xuống là càng xuống càng mưa, dưới đây mưa lùi à. À dạ hả? Thầy mở mưa thôi. Cây phải mặc đó, không chịu nổi đâu. À mấy ông kia đứng trên kìa. Thầy tùy mọi người à. Ok, hôm nay là mình đang có một cái tour Phan Thiết 2 ngày 1 đêm dành cho nhóm anh em mà mới dấn thân, mới bị xe chơi. Đây, rất là nhiều những cái dòng 400 ha anh em ha. Và bên cạnh đó thì Classic cũng có luôn, nhưng mà chủ yếu thì vẫn là 400 á. Và vẫn như cũ thôi, chúng anh sẽ là người lead. Hy vọng là chuyến đi của chúng ta sẽ đi đến nơi và đến chốn nha.
em lên luôn anh Trương. Ủa anh Trương không có ấy hả? Ờ anh em mình ra từ từ nha. Không, lên đây đợi luôn em mọi người ơi, đừng đứng ngay đó nó bị vướng đường á. Ok. Ok, mới ăn trưa xong, bây giờ sẽ di chuyển. Ủa giờ đẩy xe lên hay sao? Cái đường này hình như đường mới hả ta, sau đó giờ anh chưa chạy bao giờ luôn á. Rồi ra luôn, lên luôn, lên luôn anh em ơi, lên luôn. Đường xấu nha, đường xấu. Ủa, trời ơi, xấu thiệt luôn á. Máy xốp mà thay lốp ốc rốt chạy dữ trời. Vô mỏng ơi. Ủa luôn, nó đâu có kẹt đô đâu. Dạ, anh em ra hết chưa? Ủa? Chưa ra hết anh, phố đường Nguyễn Trãi nha. Phố đường Nguyễn Trãi nha. Phố đường Nguyễn Trãi, em chạy từ từ lên đợi nè. Ồ, ra đường biển lại luôn.
luôn đúng không? Trời ơi. Đó em ơi, ra hết thì cuối đường quẹo phải nha. Đẹp hơn cầu trắng ha, an toàn hơn á. Với lại không có người băng ra băng vô. Cầu trắng giờ nó băng nhiều quá. Rồi quẹo phải nha, cuối đường quẹo phải luôn. Anh Hạnh ra chưa vậy? Anh Hạnh ơi, mất tích luôn. Rồi 200m nữa thì chúng ta sẽ tới resort luôn rồi, giảm tốc độ nào. Rồi, bên trái luôn anh em ơi. Dòng xuống rồi tấp xét vô. Anh Toàn, ở đây là anh Toàn. Rồi, xét vô đây luôn. Ôi, hai ông kia kiếm bóng mát đứng luôn, hay thật. Ủa sao chạy có xíu mà lạc cho ta. Cái đường nó chạy đã quá ha. Chưa chạy bao giờ luôn, lần đầu tiên chạy luôn á. Cái đường nó giống như cái đường em đi vô Olympic mà đi qua cái khu của Novaland á. Ồ vậy hả? Cái đường hồi nãy mình chạy là dài lắm luôn á ha. Anh nhớ không làm em gửi trái tới đây xem, gửi trái xuống lại đi thẳng là nó vô cái khu Nova của cái khu Nova dưới đây nè. Dạ yeah, hả? Xong rồi là nó làm thẳng cái một cái khu. Đúng rồi, là bình thường là ngay cái bụng bên dưới là quẹo rồi. Nhưng mà đợt này Google nó chỉ em cái đường trên này. Là hồi nãy em vượt qua rồi thì anh Thịnh anh có kêu là sao không quẹo đường biển á. Thì mới quẹo được vô đường trên này, má đẹp mà. Cái đường màu trắng thì anh sợ người ta băng ra. Cái đường này không có thấy ai đâu. Bắn te. Đường xấu nha. Cát á. Showroom.
Quá đã, vô uống cà phê. Lo ông vô làm chập cà phê nữa chạy về. Bye everybody, thanks for coming.